Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với series Kiếm Hiệp Kim Dung của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Ở trong câu chuyện Thiền Lòng Bát Bộ thì Đoàn Dự chính là người học được toàn bộ lục mạch thần kiếm, nhưng cũng hoàn toàn không có thể nắm hết được tình yếu. Tuy vậy thì hắn vẫn có thể dồn Mộ Dung Phục, huyền thoại của võ lâm, vào con đường chết. Nếu như Đoàn Dự tu luyện được cảnh giới như Đoàn Tư Bình, người đã sáng tạo ra lục mạch thần kiếm năm xưa, thì có lẽ một chiêu đã có thể lấy mạng được Mộ Dung Phục. Vậy thì lục mạch thần kiếm khi luyện đến cực hạn sẽ mạnh như thế nào? Nó có lẽ sẽ bá đạo đến mức không hợp với lẽ thường, cho nên Kim Dung đành phải để cho nó thất truyền. Lục mạch thần kiếm là tuyệt học chí cao của đại lý Đoàn Thị, xuất hiện trong tác phẩm Thiền Lòng Bát Bộ. Lúc Vô Nhai Tử Lý Thu Thủy thu nạp thiên hạ võ học, chỉ thiếu Dịch Cần Kinh lục mạch thần kiếm, Nhất Dương Chỉ cùng với Hàng Long Thập Bát Trưởng rải rác mấy loại võ công. Mộ Dung Bác khi cùng với Cưu Ma Chí Luận Võ đã đem lục mạch thần kiếm cùng Dịch Cần Kinh đặt song song là đương thời đệ nhất tuyệt kỹ. Kiều Phong khi cùng Đoàn Dự kết bái cũng nói, khi Huyền Khổ Đại Sư bình luận thiên hạ tuyệt kỹ, đã từng đem lục mạch thần kiếm cùng với Thiếu Lâm Dịch Cần Kinh đặt ngang hàng. Bởi vậy có thể thấy được Kim Dung tiên sinh đã thiết lập lục mạch thần kiếm của Đoàn Thị đại lý đúng là tuyệt học chí cao trên giang hồ. Như vậy, lục mạch thần kiếm đến cùng là mạnh bao nhiêu? Nhìn chung ở trong Thiền Lòng Bát Bộ, thậm chí là toàn bộ võ hiệp Kim Dung, thì lại chưa bao giờ có người có thể chân chính luyện thành được lục mạch thần kiếm. Sáu vị tăng nhân của Thiền Long Tự vốn là sử dụng phương pháp khác, chỉ là đem lục mạch thần kiếm chia ra làm 6 phần, mỗi người luyện một mạch, đem một bộ võ công mà một người không cách nào luyện thành đem tách ra để tu luyện. Nếu chợt nhìn qua thì thấy cũng có chút cùng loại với Trần Võ Thất Tiệt Trận của Võ Đàng. Nhưng thật ra Thiền Long Tự chúng tăng mỗi người luyện một mạch, chỉ là đối với lục mạch thần kiếm đem chia cắt ra mà thôi. Sáu vị tăng nhân các luyện một mạch chỉ có thể coi là luyện thành một phần nhỏ của bộ võ công này. Thứ hai, Thiên Long Tự lục tăng cũng không có nội công ngoại công phối hợp lẫn nhau, lại thêm cũng không hề có trận pháp gia trì. Chân chính thực chiến lúc phát huy ra thực lực thực sự cũng căn bản không phải là 1 cộng 1 bằng 2. Mà Đoàn Dự thì là dưới cơ duyên xảo hợp, do sử dụng Bắc Minh thần công hấp thu đại lượng nội lực, nên về sau mới mưu lợi mà có thể luyện thông nguyên cả bộ lục mạch thần kiếm. Nhưng so với chân chính lục mạch thần kiếm, lấy chỉ lực thuần dương của Nhất Dương Chỉ hóa thành kiếm khí chính thống thì vẫn còn kém xa. Nội lực của Đoàn Dự âm dương cương nhu hỗn tạp, không thuần như Nhất Dương Chỉ. Cũng giống như bách luyện tình cương mà đem so đấu với phôi gàng chứa nhiều tạp vật. Mặc dù xét trên tổng thể nội lực của Đoàn Dự hoàn toàn là đầy đủ, nên có thể thấy về tính chất nội lực có khác biệt rất xa. Còn nữa, bằng vào Đoàn Dự vốn là một tên thư sinh mọt sách, còn chưa chính thức luyện qua võ công mà nói, lấy Nhất Dương Chỉ có quá nhiều điểm tinh vi xảo diệu để làm cơ sở cho lục mạch thần kiếm, thì Đoàn Dự căn bản cũng thi triển không ra. Lục mạch thần kiếm là lấy vô hình kiếm khí đả thương địch nhân, lấy ngón tay điểm ra công kích ở phạm vi nhỏ, cho nên có được công hiệu lấy điểm phá diện, mà uy lực với sức mạnh của nó cũng có thể coi là số 1. Bằng vào nguồn nội lực hỗn tạp của Đoàn Dự thôi phát 6 mạch kiếm khí, đã có thể cách không chấn vỡ binh khí của Mộ Dung Phục. Có thể nghĩ uy lực chân chính của lục mạch thần kiếm là thực sự bá đạo đến mức nào. Chúng ta có thể hiểu rằng, đang trong quá trình chiến đấu, binh khí của Mộ Dung Phục tất nhiên là đã được quán trú đầy đủ nội lực. Mạnh như Tiêu Phong khi đang ở bên ngoài quan chiến cũng phải âm thầm thở dài tự nghĩ, nếu như bản thân mình mà vào vị trí của Mộ Dung Phục thì cũng không chịu nổi sức mạnh của kiếm khí đó. Thử nghĩ, đến cả binh khí còn tan tành thì huống chi là da thịt con người. Nếu như đã là đam mê võ hiệp, có lẽ ai cũng từng nghe qua câu nói thiên hạ võ công duy khoái bất phá, tức là mọi loại võ công trong thiên hạ chỉ duy nhất có tốc độ là không thể phá. Trong ấn tượng của rất nhiều người mà đại biểu cho câu nói duy khoái bất phá, trong số những tác phẩm của Kim Dung thì đó chính là Quỳ Hoa Bảo Điển cùng với Tịch Tà Kiếm Phổ, xuất hiện trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhưng trên thực tế, tốc độ của lục mạch thần kiếm có thể xem như đã nhanh đến tuyệt đối. Những loại võ công khác tốc độ có nhanh đến thế nào thì cũng luôn luôn tránh không được động tác của thân thể, như luyện quyền trảo trường pháp đều cần căn kình từ cước bộ mà bắt đầu, trải qua một loạt kinh mạch đến bộ vị động tác để ra chiêu. Tóm lại, cần phải có quá trình tụ lực.
mà lại nếu là xuất kiếm thì từ động tác cánh tay, ngón tay đến khi hoàn thành xuất kích cũng cần có một loạt động tác cần đi qua. Mà lục mạch thần kiếm chỉ cần vùng ngón tay điểm tới là xong. Mộ Dung Phục trên Võ Lâm Đại Hội bị Đoàn Dự đè ép đánh cho thảm hại cũng là có liên quan đến tốc độ ra chiều không bằng lục mạch thần kiếm. Mộ Dung Phục vừa đủ thời gian xuất ra một chiều thì Đoàn Dự liền đã có thể điểm ra đến mấy kiếm. Thành thử chỉ có rơi vào thế phòng ngự, không cách nào mà phản công. Có thể tưởng tượng đơn giản, hai bên đối địch, một người bắn cung thì làm sao nhanh bằng một người bắn súng. Mà khoảng cách tấn công của lục mạch thần kiếm đều là xa hơn rất nhiều so với đại bộ phận các môn võ công khác. Giữa đại hội võ lâm, Mộ Dung Phục vùng binh khí múa kín không kẽ hở, vẫn là bị Đoàn Dự dùng vô hình kiếm khí bức lui ra bên ngoài đến hơn trượng. Mà Mộ Dung Phục cũng vung vẩy đủ mọi chiêu thức nhưng căn bản không tiếp cận được đến Đoàn Dự trong vòng phạm vi một trượng. Lý thuyết về võ học là một tấc dài một tấc mạnh. Lục mạch thần kiếm có khoảng cách tấn công lên đến vài trượng, không thể nghi ngờ chính là cơn ác mộng của mọi võ học gia. Lục mạch thần kiếm căn cơ nằm tại Nhất Dương Chỉ. Ngoài việc được sử dụng như một chỉ pháp công kích thì Nhất Dương Chỉ cũng là một bộ thủ pháp điểm huyệt cực kỳ tinh diệu. Điều này cũng mang ý nghĩa là lục mạch thần kiếm sau khi đại thành, ngoại trừ luồng kiếm khí vô kiện bất tồi, còn có chiêu thức linh động tinh xảo. Chỉ có điều nếu một cao thủ đã chân chính luyện thành lục mạch thần kiếm thì cũng không cần dùng đến chiêu thức kỹ xảo để làm gì. Nhiều khi đơn giản thô bạo một loạt kiếm khí trực kích cũng đủ để miểu sát phần lớn đối phương. Có thể hiểu đơn giản khi một người cầm súng đối chiến đối với một đám lưu manh cầm vũ khí, chỉ cần đứng tại chỗ bắn liền thành, cũng không cần thiết phải vừa nhảy vừa bắn hay là đổi tay súng. Trong tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ, Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm của Dương Quá cùng với Tiểu Long Nữ, bất quá cũng chỉ là cùng với Toàn Chân Kiếm Pháp kết hợp cùng với Ngọc Nữ Kiếm Pháp song kiếm hợp bích, nhưng chiêu thức bổ sung cho nhau lại hoàn toàn không có sơ hở. Nhiều lần vượt cấp chiến thắng Kim Luân Pháp Vương cùng Mông Cổ Tam Kiệt, so với thực lực bản thân mạnh hơn nhiều. Ngay cả là các cao thủ như Toàn Trần Ngũ Tử cùng Công Tôn Chỉ cũng đành phải cam bái hạ phong. Lục mạch thần kiếm nếu như chân chính luyện thành lục kiếm tề phát, kiếm khí tung hoành, chiêu thức phối hợp cùng phạm vi công kích rất rộng, thì uy lực còn vượt qua Ngọc Nữ Tố Cầm Kiếm rất xa. Nếu như buộc phải đem ra so sánh, chỉ có thể nói là lấy dao cùn mà so với Thành Long Yển Nguyệt Đao. Đoàn Dự lúc đối chiến Mộ Dung Phục lục kiếm tề phát, trên bản chất là cùng Vương Bát Quyền không hề có gì khác nhau, đều là không có kết cấu, chỉ biết loạn đả một mạch, kiếm võng thất loạn. Cho nên Mộ Dung Phục mới còn có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn mà ngăn cản. Nhưng nếu là một cao thủ chân chính luyện thành lục mạch thần kiếm mà thi triển ra, chuẩn mực nghiêm cẩn lục kiếm tề phát, thì đoán chừng ngay từ một chiều đầu tiên liền đã có thể lấy mạng Mộ Dung Phục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi video nói về chủ đề lục mạch thần kiếm trong kiếm hiệp Kim Dung được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này hoặc là những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm khác như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hử, hay kể cả những bài phân tích về kiếm hiệp của các nhà văn khác như là Đan Thanh, Cổ Long hay Mã Vĩnh Thành, thì các bạn hãy tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã được đăng tải lên trước đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.